Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ bảo vệ bảo an Việt Nam được thành lập năm 2010. Sau 5 năm hoạt động, Công ty bảo vệ bảo an Việt Nam được đánh giá là doanh nghiệp điển hình trong việc tạo lập được giá trị thương hiệu, đáp ứng được những yêu cầu khắt khe nhất đối với các đối tác lớn tại Việt Nam. Sau 5 năm, bảo an Việt Nam đứng vững và phát triển do có những định hướng và chính sách đúng đắn. Đối với bảo vệ bảo an Việt Nam, việc phát triển thương hiệu mạnh và uy tín không dựa vào việc đẩy mạnh quảng cáo hay các mối quan hệ, mà là từ việc đẩy mạnh chất lượng đào tạo cho mỗi nhân viên và các chính sách quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho từng nhân viên tại mỗi mục tiêu. Vì vậy, Ban Giám đốc Công ty Bảo vệ Bảo an Việt Nam thường xuyên có những hoạt động viếng thăm nhân viên tại từng mục tiêu làm việc, tạo cho nhân viên một môi trường sống thoải mái để nhân viên có thể yên tâm làm việc tại các mục tiêu. Chính những nỗ lực không mệt mỏi của Ban Giám đốc và toàn bộ tập thể nhân viên của Bảo an Việt Nam đã giúp cho ngôi nhà chung Bảo an Việt Nam không ngừng phát triển với con số lên đến hơn 400 nhân viên và hơn 100 khách hàng trên toàn quốc. Nhờ những bước đi vững chắc trong chính sách, Bảo an Việt Nam đã có những khách hàng lớn là các nhà máy, công ty, trung tâm thương mại, bệnh viện, siêu thị, tập đoàn lớn trong nước và trên thế giới. Công ty luôn nhận được những đánh giá tốt từ phía khách hàng. Đặc biệt, Bảo an Việt Nam là đơn vị mạnh nhất khu vực phía Bắc về lĩnh vực vệ sĩ, bảo vệ sự kiện ca nhạc, hội thảo, văn hóa lớn. Bảo an Việt Nam đã và đang chiếm lĩnh thị trường bằng việc có mặt ở hầu hết những tòa nhà chung cư, các siêu thị hay các tổ chức sự kiện, âm nhạc, hội thao như tòa nhà Richland Southern, tòa nhà Sakura Tower, tòa nhà Mipec Tower, nhà máy Việt Thiên, hệ thống siêu thị điện máy Trần Anh, hệ thống siêu thị Bico, tập đoàn Alpha Nam và các sự kiện lớn như Hennessy Artisti, Mercedes-Benz, Motoshow, Armin Van Buuren, đôi bàn tay thắp lửa, live show bức tường và những người bạn thân trợ lập, live show Sơn Tùng NTB Army Vision, chuyến bay đầu tiên để có được những thành quả như vậy. Ngoài tài năng lãnh đạo tài tình, còn là sự tâm huyết, yêu nghề và yêu thương cộng đồng của ông Phạm Viết Hiếu, Giám đốc Công ty Bảo an Việt Nam. Từ những chương trình từ thiện dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, ông cũng là người thường xuyên đi đến các trại trẻ mồ côi, vùng sâu vùng xa để phát gạo, tiền và đồ dùng cho các trẻ nhỏ. Chính điều này đã tạo nên sự khác biệt về người doanh nhân trẻ có tiếng trong ngành bảo vệ, với hình ảnh quyết đoán trong công việc nhưng tích cực với các hoạt động cộng đồng, từ thiện. Trong công cuộc đổi mới đất nước với xu thế hội nhập quốc tế, việc đảm bảo an ninh trật tự và an toàn tài sản là yếu tố không thể thiếu của các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh. Xuất phát từ thực tế này, ngành bảo vệ chuyên nghiệp đang trở thành cánh tay đắc lực và bảo vệ an toàn cho các doanh nghiệp và xã hội. Trong em giờ toàn già rồi, anh không buồn, vui mình trong mơ, anh không buồn, đi tìm giấc mơ ngày hôm nào. Đừng vội vàng em hay là em cuồng ngày hôm qua. Xin hãy là em cuồng ngày hôm qua. Việt Nam được đánh giá cao về chất lượng, dịch vụ, quá trình đào tạo bài bản ngay từ khâu tuyển chọn, thể lực, thể hình, tư cách đạo đức, trình độ học vấn. Giáo trình đào tạo do các cơ quan công an cung cấp và trực tiếp giảng dạy. Chương trình đào tạo từ cơ bản đến nâng cao, lý luận, nghiệp vụ, am hiểu pháp luật Việt Nam. Sau mỗi khóa huấn luyện, học viên phải làm bài kiểm tra chất lượng. Những học viên nào đạt tiêu chuẩn sẽ được cấp giấy chứng nhận và giao nhiệm vụ đến các đơn vị có nhu cầu. Chính chất lượng đào tạo cùng với phương châm chất lượng tiên phong, dịch vụ hàng đầu, nơi niềm tin được bảo vệ,
Bảo An Việt Nam luôn được các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng, lựa chọn và sử dụng dịch vụ. Tháng 12 năm 2012 vừa qua, Bảo An Việt Nam là một trong 3 công ty đã vinh dự nhận được chứng nhận dịch vụ hoàn hảo, sản phẩm tin cậy từ Cục Sở hữu trí tuệ, khẳng định chất lượng một thương hiệu Việt Nam. Trong tương lai, Bảo An Việt Nam sẽ mở rộng thị trường hoạt động ra các tỉnh thành nhằm theo kịp với xu hướng phát triển hội nhập của đất nước, góp phần xây dựng để một hiệp hội vệ sinh mạnh tại Việt Nam có tiếng nói và có vị thế xứng đáng trong nước. Đồng thời, vào đầu tháng 10 năm 2014, Bảo An Việt Nam khai trương thêm một câu lạc bộ võ thuật đối kháng mang tên 3M Club nhằm tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên rèn luyện sức khỏe và nâng cao võ thuật đối kháng, và cũng để khẳng định một công ty có bước đi bài bản. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ bảo vệ Bảo An Việt Nam.